Đi xong rồi chúng mày ơi. Mày nghĩ mày được bao nhiêu điểm? Đi tập bước nhá. Tao giao xúc sắc. Thế sao mày đưa bài cho tao kém? Thôi, tao về lấy chồng đấy. Con có làm được bài không? Đêm qua môn văn con ôn tủ là thi trắc nghiệm, thế mà hôm nay lại toàn là bài tự luận, đèn thế chơi lị. Thế còn môn tiếng Anh? Riêng môn tiếng Anh thầy cứ yên tâm, con nói tiếng Anh như người bản địa. Trong đề thi có câu hỏi, nếu bạn thi đỗ, bạn muốn bố thưởng cho bạn cái gì? Thầy có biết con trả lời thế nào không? Thế cụ cậu thích gì? Con trả lời là I love the toilet, my father buy for me one intelligent phone. Intelligent phone là cái gì? Nó là iPhone đấy thầy. Được, nếu con đỗ, thầy sẽ còn thưởng cho thêm nhiều thứ khác nữa. À, có điểm này thầy ơi. Đưa thầy xem với nào. Văn 1, toán 2, tiếng Anh 3. À! Hóa ra, người bản địa cũng không biết tiếng Anh. Đừng buồn nữa con. Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng chán nản, tuyệt vọng là những con đường dẫn đến thất bại. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ con phía trước. Thầy...